Xin chào các bạn, trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách áp dụng về ChatGPT trong việc là build app. Trong cái phần này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái khía cạnh nhỏ trong cái app này thôi. Chẳng hạn ví dụ như là trong cái source code này mình mua về và có những rất là nhiều cái format, tất cả mọi thứ thay đổi. Thì ví dụ như là một cái nút này thôi ha, một cái nút vector của icon này, thì bây giờ mình muốn đổi cái icon cái bút này sang thành một cái hình khác ha. Thì cái cách đơn giản thôi thì mình sẽ copy cái Ctrl A, cái nội dung của cái đoạn code này vào trong ChatGPT, bởi vì mình không biết code bắt đầu từ mình không biết code như thế nào cả ha, rất là lâu rồi. Mình sẽ copy và đây là đoạn code này, nó sẽ tạo ra cái bút này các bạn theo. Thì bây giờ mình copy đường code này thôi, copy vào trong ChatGPT. Thì trước hết là mình sẽ giao tiếp với ChatGPT nhé. Trong phần này thì mình sẽ bảo nó đóng vai trò là bạn hãy đóng vai là một lập trình viên front end mobile app Android với 10 năm kinh nghiệm ha. Ok, để xem nào. Rồi, hãy tạo ra hình icon vector. Tạo ra icon vector hình dấu cộng ha, giữa trên đoạn code này. Đấy. Ok, thì sau khi nó tạo xong rồi thì mình chỉ cần copy cái đoạn code này và qua cái phần trong cái source code Android Studio là mình Ctrl V. Rồi ok, thì sau khi mình đã tạo xong thì mình copy vô, nó có một cái hình dấu cộng như này ha. Thì mình xem cái phần activity main như thế nào. Đó, nó log lại là thành cái hình dấu cộng ha. Rồi, thì đây là một cái cách mà ChatGPT nó sẽ giúp mình thay đổi cái nội dung code ở trong này. Video này đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thông tin của nội dung video này hay á, thì các bạn like, subscribe kênh Cuộc Media để ủng hộ tinh thần cho mình ra thêm nhiều video nữa nhé. Phía dưới video, mình luôn để một đường link thông báo khoa học quá trình một kèm một Reskin app hàng tháng cho một số bạn không cần biết lập trình và không cần ngồi code. Các bạn có thể tham khảo nhé.